tốt của Dương Tây. Chiến thắng trước các mạnh tay to vẫn đẹp, vẫn đẹp. Vui cười quan trưởng. Một bờ, một a, thế sao no, lại? Không phải. Giải nhân không chắn. Một bùa. Các cầu thủ chưa bra nhưng trận đấu nổ máy rồi. Chuyền này Lê Quốc Hà phát bóng. Chuyền một đẹp. Lao luôn. Và như vậy, điểm đầu tiên của sinh viên đầu tiên cho tiếp là câu lạc bộ xóm Đông Thượng. Một điểm cho học viện 1-0. Ô, anh Luân. Đặc điểm. Biên hai. Đó là kỳ NT. Và như vậy, bóng đã rơi tự do trong ba chắn ghi điểm trên một đều cho sinh viên Đông Thượng. Điểm 1 đều. Một số tay cần lớn của toàn thể quý vị khán giả đấy ạ. Đẹp dài như siêu mẫu các bạn ạ. Nhân viên của có phải tiếp viên của hàng không Bamboo Airways. Sau trận đấu này, ban tổ chức sẽ điều hành trận thi đấu vòng rồi, bán kết. Tôi đi. Bán kết 1 và bán kết 2. Không được rồi. Và một pha đánh lên lòng tay đầu tiên của cầu thủ đã bị trượt tay. Số 19. Điểm cho Duy Anh đã không qua lưới. Điểm cho Đông Thượng. 2-1. Phối hợp lỗi. Chẳng vậy, có lỗi trong khi tham gia thi đấu. Điểm tiếp cho Đông Thượng. 3-1 cho học viện. Bác ba vẫn đừng chạm này, nó rung của em. Biên hai luôn, đẹp quá. Tổ chức tấn công. Như vậy là số 24 đó đánh ở bên phía số 2. Đẹp luôn. Tiếp tục câu trả lời của số 5 bên phía số 2 đã ghi điểm cho đội Đông Thượng. Điểm cho học viện 4-1. Sinh viên cố lên. Tuyệt vời. Sinh viên có cây chuẩn bị cầu thủ vừa tham gia tấn công ở vị trí số 2, Bùi Văn Cường. Một pha xem bóng rất khó chịu. Tony. Được rồi, một pha. Như vậy là một pha chặn bóng đã không thành công. Điểm cho sinh viên Hà Nội 2-4. Sinh viên cố lên, tự tin lên các bạn. Sinh viên Hà Nội được xếp bóng. Mình biết các bạn làm được, có nhiều cầu thủ mình biết. Và đánh ở trào lửa rồi. Một pha phối hợp. Đó là sự đẳng cấp của các đội học viện. Và một cứu là thôi là sẽ chênh lệch 3 mét. Thì hoan hô các cầu thủ của Đông Thượng. Lê Quốc Hà, một cầu thủ sự đẳng cấp của đoàn chuyển đoàn 2 được thể hiện khá là uy tín. Và như vậy, không được, các bạn. Bán chắn không thành công. Tổ chức bán chắn rất tuyệt vời của Đông Thượng. Điểm cho Đông Thượng 6-2. Nguyễn Văn Nhấn xếp bóng. Và xem bóng rất nhẹ nhàng. Đứng tranh của truyền. Một cầu thủ rất trẻ của sinh viên Hà Nội. Không cần đà. Luân tục một là những pha bán chắn không điểm thành công. 7, và điểm cho Đông Thượng. 7-2. Hoan hô Bùi Văn Cường. Sinh viên Hà Nội cố lên nào. Sinh viên Hà Nội tổ chức tấn công. Vẫn đẹp. Luân tục không qua được tay chắn kiến tạo các bạn ạ. Rất tiếc một rồi, và tranh chấp là kỳ lợi tê sinh viên đoạn Đức Độ. Hà Nội 3-7. Sinh viên có sinh viên Hà Nội là những cầu thủ trẻ đang ở độ tuổi sinh viên với sự nhiệt huyết, sức trẻ của mình tham gia vào mùa giải. Chuyển một quá tốt của Dương Tây. Luân thành công. Không thể chống luân tục là một những pha bóng đánh. Đó là những pha của đội mạnh. Điểm số 12 do cầu thủ Vũ Xuân Đại đã ghi về cho đội Đông Thượng của mình. 8-3. Xóm Đông Thượng là một trong những địa phương có môn bóng chuyền từ rất là sớm. Phát bóng an điểm trực tiếp của Bùi Văn Cường. Trọng tài xác định pha bóng xếp bóng trong sân. Điểm cho Đông Thượng 9-3. Rất tốt, bởi vậy sinh viên tập trung thấp người tí. Bùi Văn Cường lên. Cùng làm điểm lao ra mà vô bóng được cũng được. Biết sao nó lên là được. Trong những trận trực tiếp trên VTV1. Rồi. Vua Hội Lạc. Cố lên. Vinh danh là Vua Hội Lạc. Vẫn đẹp các bạn ơi. Ở đây chuyển hai sinh viên mà ngon đấy. Chắn vào. Ba chắn. Còn xử lý. Rồi chắn đội vào. Ôi ông ba ơi. Ba số quan trọng như vậy sao Lê Quốc Hà. Chuyển hai của chúng ta Lê Quốc Hà đã xử lý một pha đúng rồi, quả và bán được cầm đường rất sân. Làm như thế điểm nữa các bạn. 13. Tuyệt vời. Hoan hô. 13. Thôi xong rồi. Các chị cổ động viên phía sau tổ huấn luyện đường đi. Luôn tục kêu ơi trời ơi. Và trước đó thì hàng chắn của sinh viên đã chạm lưới. Đó là cầu phát bóng của Bùi Văn Cường. 11-3. Và cầu này của Bùi Văn Cường
đã lên rất là nhiều điểm. 11, 3. Quá khổ, quá vất vả để bắt chuyển một. Pha gõ bóng lòng tay. Rồi Đoàn Đức Đội đã lao vào để đánh lên. Một búa. Một pha bắn sẵn thành công. Luôn tục là những pha đánh xuất sắc của Đồng Thượng. Kỳ NT cũng mạnh. 12, 3. Độ cao cũng tốt, khoảng 1m85. Tony thì vẫn đang ở vị trí biên bộ. Sức trẻ của sinh viên Hà Nội sẽ tổ chức tấn công. Nhưng pha bóng sẽ quá uy lực. Vút. Căng như thế nào? Được rồi. Và một pha bóng đập. Đấy, Tony cứ vụt thế này. Xa lưới. Rất là mạnh của cầu thủ sinh viên Hà Nội. Điểm cho sinh điểm viên. Cho sinh viên 4, Hà Nội. 12. 4, 12. Các bạn chia sẻ nữa đi các bạn ơi, mới có 460 rất là tuyệt vời rồi. Rất là cảm phục tới các cổ động viên của chúng ta. Một pha đánh bóng không ra tay. Rất nhẹ nhàng của cầu thủ số 3 là vào ảnh đại Đoàn Đức Đội. Cầu thủ lao lên để bắt. Như vậy là trong buổi sáng ở trận cuối cùng thì chúng ta thấy ban tổ chức cũng đã mời một cụm rất là lớn tuổi đang ngồi đối diện với bàn tổ bình luận. Cụm đã ở lại xem đến cuối cùng và đến giờ phút này cụm lại đã có mặt ở đây. Hoan hô cụm. Chúng ta nổ tràng vào tay cho cụ già được không ạ? Quá hay quá. Quá tuyệt vời. Một mùa. Tuyệt vời. Cầu thủ số 7. Đó là mạnh tay to. Các bạn đừng dùng bàn của em. Cầu thủ có độ là chiều cao và thân hình khá là mạnh mai. Mạnh tay to sức thường như kiểu Leon của Ba Lan các bạn ạ. Không cần đà. Được mệnh danh là mạnh không hiểu tay to. Anh ấy tập kiểu gì mà không cần đà mà bật ghê thế. Wow. Bên ai? Không phải. Bùi được. Một câu trả lời rất idol tuyệt vời đến của từ idol đến từ lạ Hồng Kim rồi. Lạc Sơn các bạn à. Điểm tiếp tục rồi. Đông Thượng 15. Bây giờ mình phát hiện 14, là idol Bùi được đang 15, chúc chim hết để. Xin lỗi ạ. Mình huấn luyện một bóng quá. Sói đầu đàn. Nhiệt độ trong sân lúc này đang là 28 độ C. Nhưng có lẽ là nhiệt độ của bình luận viên và khán giả đây có thể lên đến 40 độ C rồi. Phát bóng quá sức tốt. Nóng chảo lửa của sân Hòa Bình. No, lại là mạnh tay to. Tuyệt vời. Tiếp tục là cầu thủ số 7. Phải nói là ngoài vườn thì mạnh tay to. Nhưng là sau cũng thực hiện những pha tận bán kết 1 sẽ gặp đội sói VHD. Và trận bán kết 2 sẽ là đội sao vàng gặp câu lạc bộ Ba Vì. Như vậy tiếp tục điểm cho Đồng Thượng 17-4. 17-4. Số 3 Đoàn Đức Đội xếp bóng, liên tục là những pha xếp bóng đầy uy lực. Wow, quá khó luôn. Hoan hô bắt bước 1 của sinh viên Hà Nội. Kinh nghiệm và sức trẻ đang thi đấu trên sân. Một bên là kinh nghiệm, một bên là sức trẻ. Vâng, có điểm cho sinh viên rồi. Và một pha đánh bóng đúng vào điểm cho sinh viên trên sân. Điểm cho sinh viên Hà Nội 5-17. Nổ một tràng pháo tay thật lớn cho sinh viên Hà Nội đi quý vị ơi. Đó, sinh viên rất cần những tràng pháo tay của khán giả. Trên bốt. Một pha đánh bắt tay chắn đi ra ngoài. 18 năm. Điểm cho Đông Thượng 18 năm. Như vậy là Phan Dương Mạnh số 7 và Bùi Văn Cường số 5 luôn mang lại những điểm số tuyệt vời cho đội của mình. Xin được cảm ơn Lê Quốc Hà số 14. Bùi được. Cho đội Đông Thượng. Đấy, 19. Hồ ông Bùi Trương ông này đập vào đây. Chúng ta luôn tục vào kênh phát bóng ra ngoài của rất may mắn cho các thủ Dũng Yên Hưng VHD để chúng ta chia sẻ livestream trên fanpage với hình ảnh cực kỳ sắc nét. Chuyền một em sinh viên Hà Nội vừa xếp bóng một pha bóng mạnh tay to hơi sát và đã xử lý làm gì không. Trọng tài xác định pha bóng vậy là bóng đá tay chặt vào lưới ra ngoài sân. Điểm cho sinh viên, điểm cho 7, sinh viên Hà Nội 19. 7-19. Quá đẹp của Dương Tây. Lần này đã có điểm cho là chặn không thành cho công. Mạnh tay to 27. Đúng sinh với biệt danh mạnh tay to. 16 này đẹp, 16 trăng tròn. Không đúng thể độ tuổi cảm động của một đời con gái. Điểm cho Đông Thượng 27. Bên ai? À, lao. Lao dài. Một búa. Trọng tài xác định pha bóng vừa rồi ghi điểm cho Đông Thượng. Chắn đã chạm lưới. Đánh quá kinh nghiệm, một pha bóng đánh ngửa người của số 7 Dương Mạnh.
bám chắn thành công. Hoa Lô số 4 Nguyễn Văn Nhẫn đã một mình bám chắn đơn độc trên lưới. Nhẫn mình lại nhớ đến bài hát Nhẫn cỏ chào điểm em cho đồng đội 22. Có bạn nào từng phải hát cái bài đó không? Mình thì cũng phải hát mấy lần rồi. Cứ yêu cô nào là cô ấy bỏ đi lấy chồng. Của số 24 Tiến Kỷ rất tiếc pha bóng đã đi ra ngoài sân. Điểm cho đồng thường 23-7. Rồi điểm thứ 8 rồi. Các cầu thủ sinh viên cố lên. Và xét bóng không qua lưới. Tiếp tục điểm cho sinh viên Hà Nội 8-23. Nắng quá các bạn. Rất tuyệt vời cái tinh thần của toàn thể quý vị khán giả. Chiều ngày hôm nay có một chút hơi nắng. Quý vị vẫn nằm. Và như vậy điểm số 24-8 nghiêng về câu lạc bộ thể dục thể thao Đông Thượng. Nào Tony giã quả đi nào. Cho Tony. Tổ chức tấn công nào. Đúng rồi Tony. Sẵn. Quá tuyệt vời luôn tục là chắn đôi tay trong sân các bạn ạ. 25 rất là chuyên nghiệp và đã cản phá được pha bóng vừa rồi. Ghi về điểm số cho đội của mình 25-8 ở xếp đấu đầu tiên. Hiệp đấu thai. Bắt đầu. Với bộ quần áo và giày full HD. VHD là các chàng trai đến từ Đông Thượng ở trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ Đông Thượng đã quá xuất sắc giành chiến thắng trước các cầu thủ Chicago và bóng phân điểm đầu tiên của hướng này thì tay của mình là lúc nào cũng là số đầu trước các bạn ạ. 1-0. Không có nào mà các ông thần mới vì ông giã thẳng vào đây là không kịp đỡ. Phát bóng của Mạnh Tay Không. Dương Mạnh là người phát bóng cho các cầu thủ. Phát bóng ăn Đông điểm trực một tiếp. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Dương Mạnh. Điểm bóng 2-0. Libero này thì đến từ Nhật Bản. Nhanh gốc người điều chỉnh gốc một tốt. Vẫn đẹp, vẫn đẹp. Chuyển một pha phá chắn thành công ở vị trí số 2 của cầu thủ sinh viên Hà Nội. Điểm bóng cho Hà Nội 1-2. Áo đấu thì là gì cơ? Ri à? Không biết có phải là em họ của Rin Tây không? Điều chỉnh gốc một tốt. Lao ngắn. Một pha dàn xếp tấn công lao ngắn của các cầu thủ Đông Thượng. Điểm bóng 3-1. Một pha dứt điểm rất gọn gàng. Sinh viên cố lên. Phụ công Văn Nhẫn là người phát bóng cho Đông Thượng. Cơ hội phản công Bùi Cường rồi. Chưa được. Một pha tấn công chéo sân chưa qua lưới. Bùi Văn Cường ở vị trí biên hai rất tiếp. Không qua lưới. Điểm bóng cho sinh viên Hà Nội 2-3. Nắng quá các bạn. Bước một rất tốt. Tấn công ra ngoài. Sản xuất tấn công. Lâu anh em gặp đối phương ở ngoài và sao giờ này anh già mà anh đen đấy. Đó là lý do. Nắng như này. Di chuyển vào vị trí số 3 nhưng tấn công ra ngoài. Những chỗ mát của các thủ Đông Thượng. Cân bằng điểm số 3-3. Giã liên tục. 3-3 sinh viên rồi. Cố gắng lên. Các chàng trai sinh viên. Bùi Cường rất tốt, không thể cản phá với những pha treo sân cực kỳ uy lực của Bùi Văn Cường. Người đàn ông được mệnh danh là vua hội làng, người con của đất tổ, vua hùng. Bên này thì sinh viên Hà Nội cũng sử dụng hai libero, một là Jezumi và một ông người Nhật. Và chính chủ công Bùi Văn Cường là người phát bóng cho Đông Thượng. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Bùi Văn Cường. Trực tiếp của 5-3. Đó là Bùi Văn Cường. Rất khó. Điểm 5-3. Và chuyển một chính xác sau những pha phát bóng rất uy lực và xoáy. Nào tập trung nào sinh viên. Rất may. Lần này Bùi Văn Cường phát bóng bóng ngoài sân. Điểm bóng cho sinh viên 4-5. Như vậy là quá các bác ạ. Đúng một tốt của Văn Dương. Một pha gõ bóng lỏng tay rất hay. Mang về điểm số thứ 6 cho Đông Thượng. Điểm bóng 6-4. Ôi bác cẩn thận nó đổ bàn của em. Pháo đóng của đoàn Đức Đội. Dùng rồi cố lên kéo vào. Chắn là Mạnh Tay To. Một trận rất hay, một pha tấn công của Mạnh Tay To không cho các cầu thủ sinh viên Hà Nội có một chút cơ hội nào cản phá hay phòng thủ. 7-4. Sóng gió vẫn đang đến với các cầu thủ sinh viên. Tốt rồi. Bước một rất tốt. Tony
một pha bỏ bóng không thành công, trọng tài xác định cầu thủ sinh viên Hà Nội phạm lỗi trên toàn trận lưới, điểm bóng cho Đông Thượng 8-4. Đoàn Đức Đội là người phát bóng cho các cầu thủ Đông Thượng. Chủ công đến từ Thái Bình. Đoàn Đức Đội Hải Phòng nha. Ban tổ chức vừa đọc nhầm là không phải Thái Bình. Phản công cho sinh viên Hà Nội. Văn Đại. Tony. Rất tiếc và tấn công lỏng tay, bóng không qua lưới, chuyển bóng cho Đông Thượng. 9-4. Cách biệt là 5 điểm. Cố lên các chàng trai sinh viên. Và Đức Đội đã phát lỏng tay hơn rồi, đẹp. Vẫn hơi sát. Không thể qua được tay chắn của Văn Mạnh. Điểm 14. Điểm bóng 14. Các cầu thủ sinh viên Hà Nội xin tạm dừng hội ý lần thứ nhất ở set đấu thứ 2. Cách biệt là 6 điểm. Điều chỉnh bước 1 hơi sung của các cầu thủ sinh viên. Tony sang bóng. Cơ hội phản công thuộc về Đông Thượng. Tay to rồi. Không phải, rất đó hay. Là Văn Đại. Một pha lao dài đã mang về điểm số thứ 11 cho các cầu thủ Đông Thượng. 11-4. Phải củng cố được truyền 1 thì mới có thể triển khai tấn công được. Còn người dứt điểm là Xuân Đại. Vẫn là pha phát bóng của chủ công Thiếu. Đoàn Đức Đội. Điều chỉnh bước 1 chưa tốt của sinh viên. Hình như bạn Kỳ 24 này bóng quá mạnh, là bóng ngoài sân của thầy giáo sáng cho Đông Thượng. 12-4. Mình nhớ là có Tiến Kỳ với cả Kim Hào Sư Vương, Trần Hiếu. Không biết có phải Kỷ này không? Tại vì cái tên Kỷ nó cũng lạ lắm. Những pha điều chỉnh bước 1 không tốt. Mạnh tay to. Kìa. Một pha nhét bóng chưa thành công của Văn Mạnh. Bóng ngoài sân, ngoài. Tiếp tục điểm bóng cho Đông Thượng. 13-4. Văn Được vào sân thay cho vị trí libero của anh CDG. Đúng rồi anh ơi. Ok, cảm ơn idol của Đại Bách Khoa. Không chắn đi, giá đi em, giọt chết đi. Bỏ bóng chưa thành công. Phải anh đánh cũng giọt thôi. Ra ngoài rút lưới được. Phản công cho các cầu thủ đây. Sinh viên không sao, chắn bóng là chắn rất cao với Xuân Đại. Chứ còn thì bỏ điểm bóng là không ổn. 14-4. Cứ phải cho một búa. Không có ra anh cho mượn cái búa, anh mang cái búa tạ hơn 100 cân để ở gầm bàn đấy. Bùi Cường hàn sau. Rồi Tony hay biên ai? Giá! Thế sao nào? Đừng đùa với anh. Một pha tấn công thế sao nào? Trọng tài xác định 3m. Xin mời cầu thủ vừa tấn công vào 3m mọi người ơi. Đây là trận đấu điểm số là 5-14. Mới có 2 pha của Sói VSD và 1 pha của sinh viên thôi. Mạnh tay to, con thủ kinh quá. Cẩn thận. Thấp người xuống 2-3 mặt. Không cần một chút đàn nào. Mỗi hòa đại chỗ trần như có lò xo với một pha bật tại chỗ rất tốt. Đã mang về điểm số 15 cho Đông Thượng. Điểm bóng 15-5. Sinh viên cố lên, làm quả vạch 3 nữa đi xem nào. Hòa Đại Nhân không chắn này, đừng đùa với anh. Một pha phòng thủ không thành công của Đoàn Đức Đội. Điểm bóng cho sinh viên Hà Nội 6-15. Hòa là đập mạnh đấy, chỉ cần đấy cứ truyền một lên đẹp là cho một búa thôi. Đường Y rất tốt, một pha pha chắn thành công có vẻ né của Văn Mạnh. Điểm bóng 16-6. Chỉ là cái tầm của các bạn sinh viên nó hơi thấp hơn thôi. Còn khả năng phán đoán cũng là chắn. Đây là trận đấu chung kết của bảng. 10 phân nữa thì đừng đùa. Đội nào thắng sẽ ở lại sân thi đấu với đội Sói VHD. Rồi, like cho Hòa Đại Nhân biên 2. Và lao dài. Bán kết 2 có xác định được cặp đấu. Đó là số 17. Giữa Sao Vàng và Ba Vì. Cái này để tên này. Quay trở lại với set đấu điểm. Bên này toàn điểm số là 7-16. 7-16 cho sinh viên Hà Nội, sinh viên cố lên. Phát tấn công của Hòa Đại Nhân. Một pha chuyển lối của Lê Công Hàn và các cầu thủ sinh viên. Chúng ta cùng xem với một pha chấp thời cơ bóng của đã mang về điểm số thứ 8 này đến điểm bóng 8-16. Bước một rất tốt của Văn Dương. Tiếp tục là pha chắn thành công có đến 3 của Văn Mạnh. Điểm bóng 17-8. Tay to.
Đặc biệt là khu vực bên trái có bóng Gamat thì còn đông nữa. Phát bóng không qua lưới. Bóng không qua lưới, điểm bóng cho sinh viên. 9-17. Phát bóng của Văn Được. Phát bóng Văn Được trực tiếp, phát bóng Văn Được trực tiếp của các cầu thủ sinh viên. Anh chơi full 10, một set của VSD. Giày trúc chi và bộ trang phục thi đấu của VSD. 10-17. Lại rung rồi, được phát kinh đấy. Yeah, cho Tony. Phản công cho sinh viên Tony. Ra ngoài. Pha chắn thành công của chúng con mang áo số 19. Lái máy bay các bạn ạ. Lái máy bay thật luôn chứ không phải máy bay mà dài. 11 của 17. Facebook của anh cũng rất hot. Đăng mỗi bức ảnh được toàn mấy ngàn like thôi. Gần như là người của công chúng rồi. Điều chỉnh bước một tốt. Đường rất khó để chắn Bùi Văn Cường. Người đàn ông có một cái cổ tay không khớp. Xoay rất 18-11. Kẻo 18-11. Đánh được 6-3 nhá. Các bạn nào mà bay của Bamboo Airways gặp Tony thì cứ bảo là đọc cái pass là quen anh đối hướng VSD là sẽ có nhiều ưu ái ở trên chuyến bay đi. Hơn bình thường các bạn ạ. Có lần trọng tài xác định các cầu thủ Đông Thương phạm lỗi trên lưới, điểm bóng cho sinh viên. 12-18. 12-18. Có lần sinh viên 6 điểm thôi, mỗi ông 1 điểm là đẹp là hòa luôn. Dung rồi. Rồi, hàng về phản công cho sinh viên. Kỷ biết ai? Kỷ. Sát điểm và phản công không thành công. Một mùa của không thể phản phá, không có một chút chắn nào. Không thể nhận chắn được với đoàn đi đầu ấy. Điểm bóng 19-12. Khó khăn lại chồng chất. Vừa ghi điểm thì bây giờ đến lượt lượt phát bóng của Bùi Văn Cường. Đẹp luôn của Hòa Đại Nhân. Tony sát quá. Rồi, biên hai cho Kỷ đi. Cơ hội phản công thuộc về các cầu thủ sinh viên. Chưa có đà nhưng vẫn mở đường chéo của Tony. Ở vị trí biên 4 đã mang về điểm số thứ 13 cho các cầu thủ sinh viên. 13, 19. Sinh viên cố lên. Cách biệt là 6 điểm. Đó là đà nữa rồi. Quá nhanh, quá tốc độ. Các bạn xác định bóng ngoài sân. Nhưng ra ngoài 14-19. Các cầu thủ Đông Thượng. Vâng, sinh viên đang nhích rồi, nhích lên 19. 14 rồi. Các bạn trẻ cố lên. Một đường lao, đó là Văn Đại. Một pha tổ chức tấn công rất hay của các cầu thủ Đông Thượng. 20-14. 20-14. Bên kia mà cứ triển khai đánh nhanh thì bên này khó chắn hơn bởi vì bên này phụ công. Cần 6 điểm để các cầu thủ sinh viên săn bằng cách biệt điểm số. Và cần 5 điểm để giành chiến thắng. Và sẽ gặp đội sói VSD. Rồi cho thưởng cho mạnh tay to luôn. Không phải Vân Đại đó. Cái đánh nhanh như không thể theo chắn được các cầu thủ Đông Thượng. Điểm bóng 21. Đánh 14 hay không là cứ tỉnh bơ, không có cảm xúc gì thay đổi cả. 21-14 rồi. Tony. Tony không chắn à. Một pha tấn công 15-21. Cuối sân của các cầu thủ sinh viên. Điểm bóng 15-21. Duy Anh là người phát bóng cho các cầu thủ sinh viên. Rất tốt. Một pha treo sân 3 mét rồi các bạn ạ, nhưng mà hết quả. Chưa thì trao quả, vạch 3 mét nhưng mà không có quả của mạnh tay to. Trọng tài xác định là có 200.000 của anh Kiên là điểm. Cho đi, ai lại cứ thế. Cứ trọng tài xác định là ai mới Kiên là điểm cho thưởng. Đánh hay cầu nghiền như thế phải thưởng. Vâng, đúng hai trọng tài. Vâng, anh Kiên hai ra điều. Vâng, nhưng mà là trọng tài mặc số 1 là hết đã quyết định. Quả nhưng mà tiền thưởng nóng luôn. Chúc mừng Văn Mạnh. Vâng. Vâng, các cầu thủ 300 này phải. Anh Kiên còn rất nhiều tiền. 300 ngàn, đó là đặc sản của không khí bóng chuyền hội làng ngoài trời. Đất Bắc này. Thưởng tiền mặt ngay tại chỗ. Một pha điều chỉnh bước một không tốt của các cầu thủ vậy sinh viên. Vạch 3 của Mạnh Tay To bằng với Hòa Đại Nhân đến từ cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu cũng như trận đấu này rất lớn đối với các cầu thủ 23, Đông Thượng. 15. Nếu như các cầu thủ Đông Thượng giành chiến thắng thì trận bán kết 1 sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Một búa của Văn Đường với màn đối đầu của những Bùi Văn Cường, Nguyễn Văn Quốc Duy 16-23 và Đoàn Đức Đội cùng với Hà Minh Hùng.
sẽ là một trận đấu chung kết sớm của giải. Sinh viên này mà đi cái giải nào 10 triệu mát nhá. Giải 20 triệu thì có nhiều đội mạnh. Và di chuyển lao ngắn rất hay. Mép vòi cho các cầu thủ Đông Thượng 24 16. Cái tầm giải 10 triệu đổ về là ngon luôn. Đẹp rồi, cho được luôn. À, được đi. Được, đang khỏe. Không. À. Một pha cứu bóng bằng chân của Lê Quang Hà. Sói đầu đàn. Lê Quang Hà dùng sói đầu đàn sáng bạc để thủ hai pha liền bằng chân. Rất tiếc, bóng không vào lưới, kết thúc trận đấu. Như vậy là những chú sói đầu đàn các cầu thủ đã thắng 25 Đông Thượng giành chiến thắng trước các cầu thủ sinh viên Hà Nội với điểm số 25 16 thắng sinh viên Hà Nội 2-0.